Tụng giá Hoàng Kinh Sư là bài thơ nổi tiếng của Trần Quang Khải. Trương Dương cướp giáo giặc, hàm tử bắt quân thủ, Thái Bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu. Được ông sáng tác sau khi nhà Trần đánh thắng giặc Nguyên, mong lần thứ hai năm 1285, vua và các tướng lĩnh trở về Thăng Long. Trần Quang Khải sinh tháng 10 năm 1241, quê làng Tức Mạc, phủ thiên trường là con của vua Trần Thái Tông và công chúa Thuận Thiên. Tên tuổi của Trần Quang Khải gắn liền với trận Trương Dương trong cuộc chiến chống Nguyên, mong lần thứ hai năm 1285. Trần Quang Khải giành được chiến công lừng lẫy này năm 44 tuổi. Đây là trận đánh lớn và bậc nhất, sau đó quân nhà Trần thừa thế tấn công giải phóng kinh đô Thăng Long, quét sạch quân xâm lược Nguyên, Mông ra khỏi đất nước. Tháng 7 năm 1294, ông qua đời vì bạo bệnh. Với những công lao to lớn, Trần Quang Khải được nhân dân lập đền thờ ở nhiều nơi tên của ông được đặt làm tên đường phố ở nhiều tỉnh thành